Vừa qua, Đoàn Than Quảng Ninh đã tổ chức tuyên dương các mô hình thanh niên tiêu biểu và đoàn viên lao động giỏi, thu nhập cao. Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên dương, khuyến khích các tập thể, đoàn viên thanh niên có thành tích đóng góp tích cực trong sản xuất kinh doanh, lao động giỏi, thu nhập cao của các đơn vị. Trước bối cảnh khó khăn của ngành do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động phong trào của các cấp bộ đoàn được định hướng phải gắn với sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, rộng khắp trong toàn đoàn. Tuổi trẻ Đoàn Than Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ, thi đua giành năng suất cao, kỷ lục mới trong lao động sản xuất, đảm nhận các công trình thanh niên, các mô hình thanh niên quản lý gắn với thực hiện chủ đề công tác năm Tuổi trẻ TKV tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, năng động sáng tạo xây dựng tập đoàn phát triển bền vững. Đối với phong trào thi đua lao động sản xuất, đã có 50 cá nhân tiêu biểu là đoàn viên lao động giỏi, thu nhập cao, trong đó có 12 đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số và nhiều cá nhân là thợ lò có mức thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng trên tháng, cao gấp 2 và trên 2 lần mức bình quân chung của đơn vị. Ngoài 50 đoàn viên thanh niên được Đoàn Than Quảng Ninh tuyên dương trong dịp này, thì còn rất nhiều những đoàn viên thanh niên làm việc tại các đơn vị cũng có năng suất lao động và thu nhập cao. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích của tuổi trẻ Đoàn Than Quảng Ninh và các mô hình thanh niên tiêu biểu đoàn viên lao động giỏi thu nhập cao năm 2020. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đoàn Than Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ trong các hoạt động tổ chức cho đoàn viên thanh niên rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp, tham gia hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia hiệu quả mô hình thanh niên quản lý, đảm nhận các công trình thanh niên, giúp đơn vị giải quyết các khó khăn. Đồng thời, phát huy sức sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ của đoàn viên thanh niên, tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy đề tài sáng kiến, đi đầu ứng dụng công nghệ mới, thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa ở đơn vị. Nhân dịp này, Đoàn Than Quảng Ninh đã công nhận và tuyên dương khen thưởng 30 mô hình thanh niên tiêu biểu và 50 đoàn viên thanh niên lao động giỏi, thu nhập cao. Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Mông Dương vinh dự có 2 mô hình và 3 cá nhân được tuyên dương lần này. Đó là mô hình Tổ sản xuất Phạm Văn Công và Bể lắng âm 250 Trung tâm Thanh niên tham gia quản lý. 3 cá nhân tiêu biểu gồm đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, đồng chí Nguyễn Văn Thơi và Lý Văn Nghị. Cũng trong chương trình, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh cùng các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ với tổng số tiền 197.950.000 đồng. Được biết, Đoàn Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát động và tổ chức hoạt động tình nguyện cùng cả nước chia sẻ những khó khăn thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung. Mới đây, Công ty Cổ phần Than Mông Dương Vinacomin đã tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tá Tô Văn Thiên, Phó trưởng Công an thành phố Cẩm Phả, đồng chí Nguyễn Văn Kha, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, đại úy Nguyễn Hoàng, Phó trưởng Công an phường Mông Dương, đại diện trạm cấp cứu mỏ Cẩm Phả, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Mông Dương và hơn 60 cán bộ công nhân viên thuộc các đơn vị là lực lượng tham gia trực tiếp diễn tập. Với tình huống giả định là chập điện dây dẫn tại kho thuốc, đám cháy có diện tích khoảng 20m2 tại phòng số 3 trạm xá công ty. Trong không khí khẩn trương nghiêm túc, ngay khi phát hiện cháy, các cán bộ nhân viên đã nhanh chóng dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa, khẩn trương sơ tán các nạn nhân và các thiết bị ra khỏi khu vực xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chữa cháy công ty của Trung tâm cấp cứu mỏ Cẩm Phả được điều động ngay sau đó để hỗ trợ và có sự chi viện của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cho đến khi đám cháy bị dập tắt hoàn toàn, không còn khả năng cháy lại. Kết thúc diễn tập, Thiếu tá Tô Văn Kiên, Phó trưởng Công an thành phố Cẩm Phả đã biểu dương đánh giá cao tính trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động công ty đã hoàn thành tốt chương trình diễn tập. Thông qua việc thực hiện diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ khi xảy ra.
đồng thời tăng cường hiệu quả công tác phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy với lực lượng phòng cháy chữa cháy công ty cổ phần than Mông Dương Vinacomin. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than 12 tháng 11 năm 1936 năm 2020. Chiều ngày 10 tháng 11, tại sân bóng đá mini công ty đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa hai đội tuyển đến từ đoàn thanh niên hai đơn vị. Công ty cổ phần than Mông Dương Vinacomin, công ty tuyển than cửa ông TKV. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ đoàn thanh niên công ty, không chỉ nhằm nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe mà còn tạo mối quan hệ giao lưu tinh thần đoàn kết gắn bó, không khí vui tươi lành mạnh giữa các đoàn cơ sở than Mông Dương và tuyển than cửa ông. Cũng trong dịp này, tập thể cô và trò trường trung học cơ sở Mông Dương và trường tiểu học Nguyễn Trãi chúc mừng công ty nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than 12 tháng 11. Các đoàn cũng đã được công ty tạo điều kiện tham quan khu vực nhà truyền thống, tìm hiểu về lịch sử, hình thành và phát triển của công ty cổ phần than Mông Dương. Đây cũng là hoạt động ôn lại truyền thống, lịch sử khai thác than trong suốt chiều dài 180 năm lịch sử, là cơ hội để lớp thiếu niên nhi đồng nắm bắt, tìm hiểu và thêm tự hào về truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than. Sáng ngày 17 tháng 11, tại trụ sở công ty cổ phần than Hà Lầm, thành phố Hạ Long, Công đoàn Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào thợ mỏ sáng tạo. Tại hội nghị, đã có 38 cá nhân được tặng bằng lao động sáng tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 11 tập thể được Công đoàn TKV khen thưởng có thành tích trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 114 cá nhân được Công đoàn TKV công nhận và khen thưởng danh hiệu thợ mỏ sáng tạo. Công ty cổ phần than Mông Dương Vinacomin vinh dự có 10 đồng chí đạt danh hiệu này. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thợ mỏ sáng tạo là phong trào danh hiệu thi đua được Công đoàn TKV xây dựng mang thương hiệu riêng của tổ chức công đoàn trong tập đoàn, nhằm tôn vinh cán bộ, đoàn viên, người lao động có những đóng góp trong phong trào thi đua lao động sản xuất và hoạt động công đoàn. Thông qua phong trào thi đua, hàng năm có nhiều công trình, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được cán bộ, đoàn viên, người lao động nghiên cứu, ứng dụng tại nơi sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm giá thành, nâng sản phẩm. Năm 2019, đã có 60 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận và áp dụng, có 3.427 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, có 23 công trình sản phẩm có giá trị. Hiện nay, lợi ích kinh tế từ việc áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, tự động hóa, tin học hóa của tập đoàn ước đạt khoảng 450 tỷ đồng trên năm. Nhân dịp này, Tập đoàn Công đoàn TKV, các đơn vị thuộc tập đoàn cũng trao hỗ trợ với tổng số tiền 14 tỷ đồng cho đồng bào và gia đình công nhân lao động các đơn vị ở miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Sau buổi khám sơ tuyển ngày 23 tháng 10, sáng ngày 18 tháng 11, tại trạm xá công ty cổ phần than Mông Dương Vinacomin đã tổ chức khám sức khỏe cho các công dân trong diện gọi dập nhập ngũ năm 2021. Cùng với 20 thanh niên là công nhân công ty cổ phần than Mông Dương, còn có đông đảo các công dân từ các xã Cộng Hòa, Cẩm Hải, Dương Huy, phường Mông Dương, công ty than Khe Tràm và nhiệt điện Mông Dương. Dưới sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Y tế thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, tại điểm khám trạm xá công ty cổ phần than Mông Dương, đông đảo các thanh niên trong diện gọi nhập ngũ đợt này đã được khám đầy đủ các chuyên khoa, xét nghiệm HIV, ma túy, viêm gan B, điện tim. Đây là những thanh niên độ tuổi từ 18 đến 20 năm, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường thông qua đủ điều kiện để nhập ngũ, như có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch thân nhân rõ ràng, đảm bảo sức khỏe tốt, không mắc các tệ nạn xã hội. Việc khám sức khỏe giúp các đơn vị cơ sở tuyển chọn được những thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, làm cơ sở để xét duyệt những thanh niên đủ điều kiện cả về thể lực, phẩm chất đạo đức để công tác nhập ngũ năm 2021 đạt kết quả tốt. Theo kế hoạch,
Trong đợt tuyển quân năm 2021 này, thành phố Cẩm Phả được giao chỉ tiêu lựa chọn 240 tân binh lên đường nhập ngũ. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ tiến hành xác minh, hoàn thiện hồ sơ để các tân binh lên đường nhập ngũ vào đầu năm 2021. Tiếp tục chương trình, đến với những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình hỗ trợ máy ấm công đoàn năm 2020. Tại ngôi nhà số 14 phố Tân Mai, trong những ngày trung tuần tháng 11, các lãnh đạo đại diện công đoàn công ty cổ phần Than Mông Dương cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đầm Hà đã trao cho gia đình anh Đinh Văn Ngôn, công nhân phân xưởng phục vụ sản xuất công ty cổ phần Than Mông Dương Vinacomin, số tiền hỗ trợ theo chương trình là 60 triệu đồng. Lần đầu tiên đến với nhà Ngôn, bà Lê Thị Hoa, mẹ Ngôn đã tâm sự với chúng tôi trong nước mắt. Hoàn cảnh cháu như thế này, các bác cố gắng giúp cháu xây được cái nhà, chứ nhà cháu các bác thấy khổ quá rồi. Trong buổi khảo sát ấy, chúng tôi đều nhận thấy điều kiện sinh hoạt của gia đình Ngôn thật sự rất khó khăn. Trong căn phòng cấp 4 với diện tích khoảng 64m², đã cũ, kết cấu tường gạch, mái lợp ngói qua nắng mưa đã bong chóc, tường bị nứt, nhiều chỗ chóc vữa, nhiều viên ngói bị vỡ, thời tiết mưa gió nước dột xuống trong nhà. Kinh tế gia đình Ngôn chỉ phụ thuộc vào đồng lương của chính anh, trong khi đó mẹ anh đã hết tuổi lao động, vợ không có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ đang tuổi ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đó của gia đình Ngôn, công đoàn công ty cổ phần Than Mông Dương đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ trường hợp của anh theo chương trình máy ấm công đoàn năm 2020. Niềm vui như vỡ òa đến với gia đình anh khi hồ sơ của anh được công đoàn TKV xét duyệt. Và trong những ngày đầu tháng 11 hanh hao này, chúng tôi đã trở lại ngôi nhà số 14 xã Tân Mai để trao cho anh số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng của công đoàn công ty. Một lần nữa, bà Hoa mẹ của Ngôn lại khóc. Nhưng lần này là giọt nước mắt của niềm vui mừng, đầy phấn khởi. Các bác công đoàn Than, công đoàn công ty Than Mông Dương đã quan tâm và tạo điều kiện đến trường hợp của cháu được như ngày hôm nay. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn đến các bác ở công ty, ở tập đoàn. Chúc các bác luôn mạnh khỏe, mãi để giúp đỡ những trường hợp như cháu Ngôn nhà tôi có được ngôi nhà mới. Chúng tôi cùng nhau ra xem móng nhà mới của Ngôn, nơi những hàng gạch đỏ ngày một vươn cao, những người thợ xây còn dí dỏm trêu đùa. Anh em chúng tôi đang phải hết công suất để xong nhà trước Tết cho gia đình đây. Nụ cười nở trên môi tất cả mọi người và hạnh phúc nhất có lẽ chính là Ngôn và người mẹ già. Ngôi nhà cũ của Ngôn như lùi lại về phía sau, nhường chỗ cho căn nhà mới đang được hoàn thiện từng ngày. Qua mùa đông này, gia đình anh sẽ được đón Tết trong ngôi nhà mới. Điều mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mọi người đều cảm thấy thật ấm lòng. Anh Triệu Phong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đầm Hà vui mừng trước sự quan tâm của doanh nghiệp Than Mông Dương đến công nhân lao động, cũng là người dân trên địa bàn huyện. Anh cho biết chương trình máy ấm công đoàn vô cùng ý nghĩa, bởi đó không chỉ là một điểm tựa để người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể có cơ hội được hỗ trợ để xây dựng những mái nhà yên ấm cho bản thân, mà còn thể hiện sự quan tâm, tận tình, chu đáo của công đoàn than khoáng sản và của công đoàn công ty đối với người lao động.